Hai người đàn ông ở Ohio mặc áo thun có in hàng chữ "Tôi thà là người Nga hơn là dân chủ" khi đến dự cuộc tập hợp nghe Tổng thống Donald Trump nói chuyện hôm thứ Bảy 4 tháng 8 vừa qua, lên tiếng khẳng định rằng họ chỉ muốn đùa giỡn mà thôi. Một tấm hình chụp hai ông ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump với áo thun in hàng chữ này được đăng tải trên trang mạng của tờ báo The Cleveland Plain Dealer đã nhanh chóng được sự chú ý của nhiều người với đủ mọi phản ứng, từ khoái trá cho tới giận dữ, và đối với những người ở bên ngoài Hoa Kỳ thì lại là sự ngạc nhiên. Bản tin của Newsweek nói rằng Moscow, cơ quan truyền thông RT của nước Nga, bày tỏ sự đắc chí và tường thuật là các chiếc áo thun với thông điệp này đang làm thành phần dân chủ giận điên lên. Nhưng hai ông này xác nhận là thuộc đảng Cộng Hòa, nói họ không thật sự có ý muốn sống ở Nga. Ông James Tim Alice, 60 tuổi, chủ của một tiệm sửa xe ở Delaware, Ohio, là một trong hai người mặc chiếc áo có hàng chữ trên, nói với Newsweek trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng "Chúng tôi chỉ đùa giỡn mà thôi, chúng tôi không có ý muốn trêu chọc ai cả." Ông này nói thêm rằng "Dĩ nhiên là tôi không muốn sống ở Nga, tôi chỉ sống ở Hoa Kỳ, ông Obama cũng từng là tổng thống của tôi, cho dù tôi không bầu cho ông ấy." Trang web của tờ Cleveland Plain Dealer có tới mấy trăm người vào phê bình chiếc áo này và người chủ của nó, phần lớn là rất hằn học. Một trong những nơi chính bán áo loại áo thun này là ladaking.com, quảng cáo bán áo Rather Be Russian. Và thật là thú vị, khi Newsweek tìm hiểu về công ty thì thấy Lada King cho địa chỉ ở Huyên Lâm Thao Street in Ho Chi Minh City và địa chỉ Internet là ở Canada. Đặc biệt hơn, khi phóng viên người Việt click vào link ladaking.com thì thấy link này đã bị đóng.